ta sẽ có một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Thì Trang đang có mặt tại trường Hutech. Và nhân vật của chúng ta hôm nay đang công tác tại ngôi trường này. Theo như lời bạn ấy chia sẻ thì trang phục đi làm phải lịch sự, trang phục đi chơi đẹp và năng động, thế là quá ổn, còn gì nữa đâu nhỉ. Vậy mà bạn ấy vẫn cần sự giúp đỡ của chương trình. Vậy thì chúng ta hãy thử xem bạn ấy là ai và cần giúp đỡ điều gì nhé. Em chào anh Chính. Nhân vật kỳ này của Tự tin để đẹp là anh Bùi Minh Chí, 28 tuổi, giảng viên bộ môn tin học của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Là một giảng viên trẻ, anh Minh Chí luôn chú trọng việc giữ gìn hình ảnh trước các bạn sinh viên. Chính vì vậy mà phong cách thời trang của anh luôn chỉn chu, nghiêm túc và đôi khi còn có vẻ già dặn hơn so với tuổi. Anh muốn thay đổi phong cách ăn mặc cho chính bản thân anh. Em cũng thấy anh viết trong cái bản đăng ký là anh tự nhận thấy mình là ăn mặc lịch sự, đẹp khi đi làm. Còn đi chơi thì lại là năng động. Đúng. Thì anh cảm thấy điều gì chưa ổn trong cái phong cách của anh? Cái phong cách này thì nó áp dụng cho một cái khuôn khổ nào đó. Ví dụ mình ở trong môi trường giáo dục thì nó cứ như thế, lặp đi lặp lại hoài. Đi làm thì chỉ áo sơ mi thôi, không có gì khác. Giống như là một cái kiểu duy nhất trên mặt thôi. Còn đi chơi thì sao? Đi chơi thì thường là mặc quần jean áo thun. Anh có hay đi mua sắm không? Thường là mình sẽ mua trong những cái shop quần áo công sở dành cho người chín chắn. Thế đã có ai phàn nàn về là anh đơn giản quá trong cách ăn mặc chưa? Mọi người. Thế nhưng mỗi lần mà chơi như thế thì mình phải rút kinh nghiệm lần sau chứ ạ? Nhưng mà mắt thẩm mỹ của mình thì nó có một cái mức giới hạn rồi đó. Thầy rất là nghiêm túc chị. Các bạn tên sinh viên mà tuổi trẻ năng động mà nhưng mà thấy thầy nghiêm túc quá cho nên là cũng không có dám đùa giỡn hay là gì hết. Bạn có sợ Lan nữa sẽ có một buổi họp riêng không? Các bạn sinh viên cũng đã góp ý rồi. Thì anh mong muốn thay đổi như thế nào? Một cái hình ảnh gì đó mà nó gần gũi sinh viên hơn. Nó thay đổi một cái sự giống như là lặp đi lặp lại của một cái người giáo viên cứ như thế hoài. Em đây là anh Nguyễn Xuân Thắng. Anh là phó trưởng phòng khảo thí chỗ anh làm việc á. Anh với anh Chí có thân với nhau lắm không ạ? Hai anh em gắn bó với nhau trong khoảng có 5 năm rồi. 5 năm đó đủ hiểu là cái phong cách style mặc của anh như thế nào rồi ha. Ồ, rất nhiều cái nói ra không cái biết. Gì mà nó độc mà nó lạ anh. Cấm mới nói mấy chuyện xấu nha. Không, đặt lại là nhất là cái đợt mà cho cái quần cái áo là cực kỳ nổi đấy. Mà quần tím. Không. Áo xanh lá cây. Cái thay đó là do anh bị mù màu. Cái chuyện đó là do hồi xưa là đi lần đầu tiên mình đi du lịch Campuchia. Dạ. Lúc tối thì là chuẩn bị sáng sau là đi là tối là chưa có quần jean mới. Thì đi mua, thấy màu tím tưởng màu xanh. Ngoài cái bộ ấn tượng độc đáo đấy ra thì về phong cách anh mặc quán trí có gì đó cần phải góp ý không ạ? Tức là về cái màu sắc rồi về phối giữa quần áo, có khi mà mặc quần rinh mà thấy cà ra vá thì biết rồi. Có khi nào mà chị dắt ông anh mình đi để tút tát lại nhan sắc chưa? Chưa giờ. Sao vậy? Tại vì thấy ông anh thì ông cũng hay đi mua sắm á, nhưng mà hay mua cái nào cũng giống cái nào, vẫn muốn thay đổi mình nhưng mà nó cứ trùng nhau rồi nó cứ một màu đó. Thì ông anh nó cũng muốn là để có một cái gì đó có phong cách riêng cho mình, cho nên là nếu mà chương trình thay đổi anh mình thì nghĩ anh mình sẽ theo cái xu hướng đó để mà phát huy, để tạo cho mình một cái phong cách riêng. Mình giống như không có cái mắt thẩm mỹ á, cứ chả biết cái nào hợp cho mình hết. Có lẽ là Thùy Trang và Kim Thoa phải nhờ đến cái bàn tay phù phép của một stylist, đó chính là anh Phúc Lâm. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp ảnh nha. Xin mời anh Phúc Lâm ạ. Chào Thùy Trang, chào Kim Thoa. Chào anh. Thật ra đối với cái trang phục của mình á, thì đối với nam giới á, thì nó không cần quá cầu kỳ. Nhưng mà chủ yếu cái bí quyết ở đây là mình phải biết cách phối hợp màu sắc, cũng như là phối hợp cái form áo cho nó phù hợp với cái hình thể của mình. Đúng rồi đó, mình tham gia chương trình là cũng muốn học được cái đó để sau này mặc cho nó coi được một tí. Thế thì ngay bây giờ thì em và Thùy Trang xin giao hết toàn quyền cho anh quyết định là anh có thể chọn cái ảnh bộ trang phục như thế nào. Thông thường là nhân viên văn phòng hay là những người hoạt động giảng dạy anh thì lại thích những cái form áo nó hơi rộng. Nhưng mà rộng thì nó thoải mái về cái đặc tính sử dụng, nhưng mà về cái thẩm mỹ thì đôi khi nó không tôn được cái body của mình. Nếu như mà anh chọn đồ đi làm thì mình có thể thay vì mình bận đồ chơi, mình có thể là mình thay đổi là sơ mi caro màu sắc thì nó cũng giúp cho mình trở nên là năng động, trẻ trung hơn. Mình sẽ chọn cho anh một cái áo mà mình nghĩ là
rất là phù hợp với anh. Xanh vàng à? Màu xanh. Những cái quần màu sắc này có lẽ là khi mà anh nhìn vô có lẽ là anh ngại. Đúng rồi, không bao giờ, không biết sao nữa mà thấy thường nam là mặc mấy màu tối tối chứ. Thông thường những cái màu sáng như vậy thì anh Trí có thể bật khi mà mình đi biển hoặc là mình đi picnic, không những là sẽ giúp cho mình trông là năng động hơn, vui vẻ hơn mà cũng giúp cho mình đẹp hơn khi mà anh chụp hình từ xước. Đây, đây là cái giày lịch mình sẽ chọn cho anh. Và bây giờ thắt lưng có rồi thì bây giờ sẽ đến giày. Và bây giờ mình sẽ chọn cho anh màu đỏ. Một cái phụ kiện nó không thể nào thiếu khi mà mình đi ra ngoài đường, đó là cái cặp kiến, cái mắt kiến. Thì cái mắt kiến này nó không những giúp bảo vệ mắt mình mà nó còn giúp cho mình có để tạo cái điểm nhấn cho cái trang phục của mình, giúp cho mình trở nên là cá tính hơn, nổi bật hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bước thứ hai, đó là về thay đổi kiểu tóc. Thùy Trang và Kim Tha sẽ đưa anh cùng đến với Salon Tóc Chivas Tokyo. Thầy lúc nãy thì bây giờ thì Kim Tha và Thùy Trang đã đưa thầy đến với Salon Tóc Chivas Tokyo. Và ở phía trên kia là sẽ có các chuyên gia, họ sẽ là người tư vấn là về cái mái tóc như thế nào để phù hợp với thầy nhất. Bây giờ chúng ta cùng lên trên kia nha. Bữa trường hợp của anh Trí á, khi mà Trang với Kim Tha đi đến đây thì cũng hơi lo lắng là không biết tóc anh ngắn quá rồi thì làm được cái gì ha. Nhưng mà câu trả lời sẽ có khi chúng ta gặp các chuyên gia. Xin mời các chuyên gia. Xin chào. Sau khi đã gặp anh Trí rồi thì thế thì bây giờ anh sẽ tạo cái kiểu tóc cho anh như thế nào ạ? すごく短いんですけど、すごくこれ以上にかっこよくします。ただどういう仕上がりかは内緒にしておきます。Mái tóc vốn xoăn tít và luôn được cắt tỉa gọn gàng của người thầy giáo trẻ đã gây không ít khó khăn cho các chuyên gia đến từ Salon Tóc Chivas Tokyo. Và biện pháp tối ưu để anh Minh Trí có được sự lột xác ấn tượng đó chính là thay đổi toàn diện kiểu tóc đã gắn bó với anh suốt 28 năm nay. Đây là trường hợp mà nam đầu tiên của chương trình Tự Tin Để Đẹp. Anh của em cũng rất là bảo thủ nhưng mà không biết lần này cái chương trình đã thay đổi anh em thành một người như thế nào. Giống như là một cái hot boy nào đó mà mới xuất hiện trong cái trường hút tích vậy đó. Khi mà thấy thầy cái là không nhận ra luôn mà không biết đó phải là ông thầy hồi sáng mình gặp hay không nữa. Cái trang phục của thầy là suốt này áo sơ mi với lại là quần tây rất là tối màu. Thầy lên là giống như một đám mây sáng mù mịt vậy đó. Mà sao em hy vọng là thầy sẽ khác một chút. Thực sự thì khi vào lớp thì thầy rất là nghiêm khắc và phong cách của thầy thì tuy thầy mới 28 thôi nhưng mà giống như là 48 đó chị. Bởi vì mong rằng ai đó nghe được thì sẽ thay đổi nhé. Tức là góc độ mà của sinh viên có lẽ là Trí nó phải đóng lại như vậy bởi vì môi trường cho nên là phải như vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt thì tí xíu là Trí là người rất là vui tính, rất là dễ thương. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện còn mới. 1, 2, 3 Đấy là ai? Đây là nhìn giống thiên thần.
Đã muốn mà trở thành một siêu nhân như thế này thì rất là khó, nhờ vào những bàn tay rất là khéo léo của các chuyên gia tại Shiba Tokyo. Xin mời các chuyên gia. Xin chào. Cảm ơn chuyên gia đã bỏ dùng công sức rất là nhiều, rất là khó khăn để giúp cả tạo cái đầu tóc của mình. Cảm ơn chỗ cửa hàng quần áo cũng đã tư, anh stylist đã tư vấn cho cái bộ đồ. Hôm nay thì Trang rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tự tin để đẹp. Mặc dù là đã rất hạnh phúc cùng với chồng và hai con, cùng với một nền kinh tế ổn định, nhưng tuy nhiên nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay lại có một lo lắng rằng khi bước qua tuổi 40 rồi thì tuổi già sẽ mau đến và sợ sẽ mất đi nét đẹp trong mắt chồng, nên cô ấy đã viết thư gửi về chương trình và cần sự giúp đỡ. Chúng ta hãy thử xem là nhân vật hôm nay chúng ta là một người như thế nào. Chương trình Tự tin để đẹp đang tìm đến một cửa hàng bán bún riêu tại quận Tân Phú để gặp chị Nguyễn Thị Trắng. Nhân vật mong muốn được làm đẹp ngày hôm nay. Công việc buôn bán bận rộn khiến chị Trắng không có thời gian chăm sóc bản thân, cộng thêm nỗi lo lắng về tuổi tác là lý do chị đăng ký tham gia chương trình. Ở tuổi 46, chị Trắng đã có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng có lẽ chị vẫn chưa biết đầu tư cho việc làm đẹp của mình. Em chào chị. Chị Trắng đúng không ạ? Ngày làm việc của chị nói chung thì cũng từ chiếm hết thời gian à. Từ 6 giờ sáng đến tối 7 giờ. Tại vì chị ra bán thì 12 giờ quán chị mới ra. Nhưng cái khâu chuẩn bị thì nó phải từ sáng sớm. Cái tuổi trẻ nó qua lẹ quá nên chị níu nó mới kẹt. Chị cũng có đôi lúc cũng chị mất tự tin trước lắm đâu. Thôi giờ chị mời Trang về nhà chị ha. Trước là tham quan nhà luôn. Ở tuổi 46, chị Trang đã có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng có lẽ chị vẫn chưa biết đầu tư cho việc làm đẹp của mình. Xin mời chị dạ, dùng nước. Dạ, cảm ơn. Nhà mình thấy ai cũng tham quan biết việc hết ha. Yeah. Nhưng mà đặc biệt, bận gì thì bận, vẫn dành riêng ngày chủ nhật để đúng. Gia đình quây quần bên nhau hả? Đúng. Không biết là anh chị đã lập gia đình bao lâu vậy ạ? Lập gia đình tính nay không khoảng gần 21 năm rồi. Có bao giờ anh khen chị mặc cái này đẹp nhưng mà cái kia không đẹp không? Tùy bà xã. Ví dụ như bà thích những cái gì, thích mặc cái gì thì bà mặc, cũng như là mình không có phải là khắt khe đòi hỏi gì người phụ nữ bây giờ. Mà anh hay khen chị không? Bà xã bà chọn những cái quần áo mà cũng vừa ý thì mình cũng có khen đó. Chị có trang điểm hay là làm tóc gì lên không? Trang điểm thì nói chung chị cũng ít, có gì chút sống son nhà thì quét sơ sơ. Chị lưu công việc quá chị cũng chẳng để ý tới, khi mà chui đầu vô bếp cứ nấu lung tung, làm lung tung rồi thì nó tóc tai bù xù, thậm chí mặt đính lọ nữa, chẳng để ý tới. Có nhiều người cũng bảo là chị già lắm, những trang phục của chị đây. Thì chị mặc vào thì chị thấy nó rất là già. Lúc đó mình cũng không thích lắm, mình mà không biết là tại sao mình lại mua. Cái mẫu này như vậy nè, nhìn lúc mà người ta mặc thì rất là đẹp, nhưng mà khi mình mặc vô xong mình thấy nó không giống. Với trong khả năng của chương trình thì em nghĩ là sẽ có một cái chuyên gia tạo kiểu tóc này, make up này, cũng như là stylist sẽ tư vấn cho chị những cái kiểu trang phục như là màu sắc nào hợp với độ tuổi của chị để làm cho chị trẻ hơn, đẹp hơn và đặc biệt là sẽ nhận được lời khen từ ông xã. Còn đây là những tâm sự từ hai cô con gái của chị Trắng. Người mẹ chọn tại vì mẹ hay đứng ở ngoài trời á, thì nắng mưa thì mẹ thường thì mẹ thích những cái bộ đồ mà mẹ thoải mái nhất thôi. Bạn mua đồ dùng cho mẹ. Hiếm khi nào mà em thấy mẹ ăn mặc cầu kỳ này nọ. Mình không có phong cách. Quần cô tông với áo thun. Nên qua chương trình này con muốn mẹ con đẹp hơn, có phong cách của mình, dành thời gian cho mình nhiều hơn và luôn yêu bản thân, tự tin trước mọi người. Chị Trắng là một nhân vật mà chị Trắng rất là ganh tị, bởi vì có chồng yêu này, con yêu này, có một kinh tế ổn định này. Chị muốn là trở nên đẹp hơn và yêu hơn trong mắt chồng mình. Đó chính là mục đích mà chị đến với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì sẽ không để chị đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp stylist Văn Hà để xem là anh sẽ chọn cho chị những bộ trang phục như thế nào nha. Xin mời stylist Văn Hà. Em sẽ lựa cho chị những cái bộ đồ mà để cho chị sẽ thay đổi lại cái phong cách và những cái nhìn của người chồng dành cho mình. Cơ bản thì chị sẽ phù hợp với những cái trang phục như thế này, có nghĩa là những cái form suông
tay dài cũng được. Nói chung là những cái bộ mà để chị đi đi chơi, đi dạo phố thì là những cái màu tươi tắn và những cái form suông là sẽ đẹp với cơ thể của chị nhiều nhất. Đây là những cái form đấy, những cái form rất là hợp với dáng của chị, những cái form phi size. Vâng, màu xanh cũng dễ thương, màu xanh những cái màu mà gam tối thì sẽ làm chị ốm đi đấy. Làm ốm đi nhưng mà để mà nổi bật thì lại mình sẽ không sử dụng những cái gam màu như vậy. Nên là em sẽ chọn cho chị một trang phục như thế này, trang phục màu đồng. Trang phục màu đồng trong năm nay thì cũng đang rất là hot. Và cái chất liệu ren đó thì nó cũng sẽ làm cho mình bắt mắt hơn. Cho nên là bây giờ em sẽ lựa chọn cho chị một cái bóp cầm tay mà nó cũng cùng cái màu tông màu với lại cái trang phục của chị, vòng đeo cổ. Nó sẽ rất là bắt mắt, có cả màu đồng ở trong này rất là tuyệt màu với cái bộ trang phục và cái túi sách em vừa lựa chọn cho chị. Theo Hà thấy thì chị cũng lớn tuổi rồi nên là cái vóc dáng của mình sẽ không được thon gọn nữa. Chính vì thế mình bây giờ sẽ không lựa chọn những cái trang phục và ôm sát với cơ thể. Nếu như là những bộ đầm thì chị nên lựa chọn những cái bộ đầm phi size. Nếu như ôm sát body quá thì nó sẽ làm cho mình thấy được những cái khuyết điểm của mình như là phần bụng này, phần hông này. Còn nếu như chị muốn sử dụng những cái trang phục để đi tiệc tùng thì em nghĩ rằng những cái trang phục một màu nó sẽ làm cho chị trông sẽ thon gọn hơn và trông sẽ bắt mắt hơn nhiều so với những cái trang phục mà quá rườm rà, giúp chị thu hút được cái ánh nhìn nhiều hơn. Thế thì bây giờ bước tiếp theo rất là quan trọng để thay đổi về ngoại hình của mình đó chính là phần make up này và phần làm tóc nữa. Chị chào. Đầu tiên, mái tóc của chị Trắng bị hư tổn khá nhiều nên phải tỉa bớt phần chân tóc. Độ dài để phù hợp với khuôn mặt tròn. Chia tóc thành từng lớp và uốn nhẹ phần đuôi tạo độ phồng tự nhiên giúp gương mặt tươi sáng và trẻ trung hơn. Sử dụng kem nền làm đều màu da. Đặc biệt chú ý vùng da quanh mắt phủ một lớp phấn mỏng. Kẻ lông mày màu than. Nhấn vào mi mắt bằng màu đồng, rất phù hợp với trang phục. Đẹp đó, nhưng mà phải đợi xem cái thành quả nó như thế nào nữa. Ngay bây giờ thì Kim Thoa và Thùy Trang sẽ trở về vị trí của mình và làm nhiệm vụ là sẽ mời chị Trắng ra đây để mọi người chiêm ngưỡng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng một đón nhận một cái hình ảnh mới của chị Trắng. Xin mời xuất hiện.
Lựa chọn chiếc đầm màu đồng cùng chất liệu ren bắt mắt, kết hợp túi xách cầm tay ánh kim nổi bật, vòng đeo cổ bản lớn và giày cao gót cùng tông màu. Mái tóc được uốn xoăn cùng phần make up tự nhiên thu hút, chị Trắng đã hoàn toàn lột xác, khiến người thân phải bất ngờ. Đẹp hơn những ngày thường rất là nhiều luôn. Quá đẹp. Xin chụp một tấm hình với lại người đẹp nha. Bộ đồ này thì chị theo nghĩ thì chị có thể đi đám cưới hoặc đi dự tiệc dạ hội cũng được. Nhìn chị ngày hôm nay thì rất là giống một quý bà. Chị tôi mặc dù là trước lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng mà chắc tôi nghĩ hai chị em nó gần mình nha. Có nghĩa là chị có nghĩa là trẻ. Sau ngày hôm nay thì chị trẻ ra gần bằng em của chị rồi. Để mà tạo được cho chị Trắng có một cái ngoại hình như thế này thì nhờ vào bàn tay của các chuyên gia của Salon Tóc Shifa Tokyo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ nha. Xin mời các chuyên gia. Chào. Với lứa tuổi này mà qua cái bàn tay khéo léo của hai người đã làm cho chị trẻ lên rất nhiều, nên chị cảm thấy là rất thích. Và chị hy vọng rằng là dịp xuân này với trang phục này chị sẽ có thể nào đứng trước quán uống rượu bán mà khách còn đông hơn nữa. Thật ra chương trình đã mang đến một cái niềm tin cho những giới phụ nữ của chúng ta rằng sắc đẹp hoặc là đôi khi người ta sinh ra chưa hẳn là đẹp lắm, nhưng mà với một cái biết cái phong cách cũng như biết một cách chỉnh trang điểm cho mình thì phụ nữ sẽ lúc nào cũng là luôn luôn đẹp. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Trắng, xin được cảm ơn gia đình của mình và đặc biệt là cảm ơn hai chuyên gia rất là nhiều ạ.